tại đây có hai đại diện, đại diện thanh niên tiên hội Úc, anh nữ trình đạo Bình Tiểu và tiến sĩ Giang Nhân Sinh sẽ lên trên này để phát thanh. Nói hẹn là bơ phần lén vô phụ
một tàu bay tương lai của hè. Con xúc rồi đại diện của thánh linh
ban đại diện của đảng chính quyền nước, rồi ban đại diện của đất nông, rồi giám đốc kim đại diện công ty, rồi dưới là ban tôn giáo tỉnh, rồi công an tỉnh, rồi ủy ban nhân dân các liên quan đến, còn tất cả các chi hội tôi sẽ có sứ tên là của đảng chính quyền không cần cho tôi nữa. Giờ này đến phần chúc mừng quý vị và đại diện của đảng chính quyền nước. Xin công ban tổ chức chúng ta đã sắp xếp những hôm rồi chúng ta làm việc đây thì ta không biết rồi đi nó dạ bây giờ tôi có xin mời đại diện ông nhân có lời chúc mừng đó là anh Nguyễn Hùng xin chúc mừng. Dạ, kính thưa mục sư Phan Đức Tự, phó hội trưởng Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam, kính thưa Hội Thánh cùng tất cả các đại diện ban ngành, đoàn thể chính phủ và các đại diện tổ chức tôn giáo, cùng các vị mục sư truyền đạo, mục sư trong vùng, tôi đại diện cho Hội Gọi Kinh Thánh We Send the Bible. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi có cơ hội hầu việc này cùng với sự giúp đỡ của mục sư phó hội trưởng Phan Đức Tự. Và tôi nhớ cách đây một năm rưỡi mục sư có tâm tình với tôi về cung me mà mục sư có về những người mờ nông, họ cần một cuốn kinh thánh để đọc và suy ngẫm lời của Chúa bằng ngôn ngữ riêng của họ, và từ đó dấy lên cho tôi một sứ mạng, một sự kêu gọi, một sự phục vụ. Và tôi đã làm việc này, tôi đã chia sẻ với con trai tôi và người đứng bên cạnh, và chú đã mở đường và cho tôi làm một trang mạng We Send the Bible để mở đường cho nhiều người biết, giúp đỡ và cộng tác để cho những sách đọc còn lại của Việt Nam chúng ta thêm có một cuốn kinh thánh riêng cho ngôn ngữ của họ. Và cho đến ngày hôm nay, nhờ sự cầu nguyện của tất cả quý vị ở đây và được Chúa ban phước, chúng tôi đã làm nên một cuốn kinh thánh đầu tiên cho người mờ nông ngày hôm nay, quý vị thấy đó. Trước hết tôi cảm ơn mục sư phó hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam mục sư Phan Đức Tự rất là tận tình và giúp đỡ và tạo điều kiện cùng với mục sư Lê Diên và sáu mục sư đã chuyển dịch và chỉnh sửa và đóng tập lại thành một cuốn kinh thánh ngày hôm nay. Tôi rất là cảm ơn vì nhìn thấy sự phước hạnh của Chúa qua cuốn kinh thánh hình thành ngày hôm nay. Và tôi cũng thật tình cảm ơn Thánh Kinh Hội của Sài Gòn đã cộng tác với tôi để in ra được 3.000 cuốn kinh thánh đầu tiên để cung hiến cho ngày hôm nay. Và tôi cũng nguyện Chúa sử dụng những cuốn kinh thánh này để giúp cho những người anh em trong Chúa của chúng ta là người anh em mình không để ra truyền niềm tin, được tập suy ngẫm trưởng thành và làm kiếm cho những người xung quanh mình để danh Chúa được vinh hiển qua đời sống của mọi con cái Chúa đây. Và tôi nguyện Chúa nhớ và cầu nguyện cho hội của chúng tôi, hội We Send the Bible, để chúng tôi được Chúa mở đường và được Chúa chúc phước để những ngày tháng sắp tới chúng tôi sẽ làm những cuốn kinh thánh sách đọc những ngày tháng sắp tới nhiều hơn, để cho mỗi người sách đọc của chúng ta làm chứng nhân cho đất nước Việt Nam chúng ta và cho người xung quanh chúng ta trong những ngày tháng sắp tới. Chúng tôi thành thật cảm ơn. Thay mặt cho Thánh Hội Tỉnh Đắk Nông, cảm ơn ân nhân và lời chúc mừng đó là ông Nguyễn Hùng. Xin Chúa ban phước cho ông mãi cho đời ông. Giờ này chúng ta đến cái phần chúc mừng đó là chính thức là đại diện ban sự tổng liên hội. Như sư phạm tỉnh cử
có thể biết được cái đình Việt Nam. Kính thưa quý vị Chúa, thưa quý ân nhân và ngày qua các cùng quý hội thánh, tạ ơn Chúa vì Chúa cho là Thiên Chúa trong lòng sắc tộc người Mennonite Fred ở trên vùng cao thì có hai nhóm tiếng Mennonite. Cảm ơn Chúa thành thần chúng ta tiếng Mennonite Fred trước và hiện nay tôi được biết là tên thánh tiếng Mennonite Lâm khu vực phía bắc cũng đang ngày nay dịch và lo chuyện ngữ. Xin ban phước cho anh em để anh em có lời của Chúa thay mặt cho mục sư hội trưởng ban sự thống liên hội. Xin kính chúc mừng tôi con Chúa người Mai Non. Xin biết lời cảm ơn quý tôi với Chúa anh chị em trong nhóm phi dịch. Quý tôi với Chúa anh chị em ở trong thánh liên hội Việt Nam và thánh liên hội quốc tế. Xin Chúa để công việc anh em để làm công việc cảm ơn Chúa. Điều mà chúng ta học được đó là ngôn ngữ chữ viết của sự thật tình, đó là sự sống còn. Như nói về một cụ thể về mặt thuộc linh, đó là sự sống còn cho niềm tin chúng ta về Chúa. Cho nên đó là Chúa để giữ đức tin chúng ta và giữ chúng ta ở trong ơn của Chúa. Và xin Chúa chúng ta để chúng ta đọc, học, thuộc, suy ngẫm và làm theo lời Chúa. Và lời Chúa đại diện trong lòng chúng ta để chúng ta giữ được sự khôn ngoan, đó là sự kính sợ Chúa. Giữ được sự phong sáng, đó là sự nhận biết Chúa để bày tỏ Chúa cho đồng bào của mình. Thay mặt cho ban sự thống liên hội, chúng tôi có lời ban chúc mừng, xin ban phước cho những chú. Tiếp tục, đó là những hội đồng giáo phẩm của Tổng Liên Hội. Xin chào các bạn, một sự đề diện. Khi được một sự văn bình thường phó hội trưởng thứ nhất của Thánh Kinh Lành Việt Nam, khi được biết Thánh Chúa, nhân lễ phản tạ Cung Hiến Kinh Thánh Mà Năm, để phong nhân ngày vui này, thay cho một sư Mã Phúc Hiền, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm, có lời chúc mừng tất cả các vị Chúa con Thiên Chúa thánh ngài. Cảm ơn. Tiếp tục đại diện hội thánh Vân Xuân Hòa Quốc. Đây tôi xin nói cho anh biết đây là giám đốc kim là có là công ty tại Sài Gòn. Dạ bây giờ tiếp theo có lời vẫn là bên giám đốc kim có Thank you.
kính thưa mục sư, con người được kính đức tông của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, kính thưa quý vị mục sư đại diện công đường của giáo hội, kính thưa quý vị mục sư các ban đại diện tỉnh Đắk Nông cũng như chính quyền của tỉnh Đắk Nông về Đắk Ninh, tôi xin thay mặt cho ban đại diện tỉnh Đắk Nông Bình Phước cũng như con cái của Chúa tín đồ người Mơ Nông ở tỉnh Bình Phước, trước hết xin cung kính dâng lời cảm tạ Chúa và cũng xin kính cảm ơn ban phiên dịch người Mơ Nông ở tỉnh Đắk Nông cũng như ân nhân và các kiên hội chúng tôi người Mơ Nông ở Bình Phước là cũng được thụ hưởng là quyền kinh thánh của người Mơ Nông được tỉnh Đắk Nông. Vì do đó chúng tôi không biết nói gì hơn, nhưng cầu xin Chúa ban ơn phước dư dật trên tất cả quý đại đức Chúa đã có công phó với kinh thánh cũng như tất cả ân nhân và tất cả những quý đại đức của Chúa ở trong thiên đình đã có công phó trong vấn đề xuất bản và in ấn này. Trong chiều này thì chúng tôi cũng có lãn hoa chúc mừng, thứ nhất là lãn hoa của ban đại diện tức là tỉnh Bình Phước và đại diện của thánh huyện Mơ Nông ở phía Nam đó, là lãn hoa của chi bộ Nam nữa. Và trong chiều này chúng tôi cũng phải có xin chúc mừng chúc mừng cho quý vị. Và sau đây tôi xin đọc tên các hội thánh có lãng hoa chúc mừng. Nhưng ở đây tôi chỉ có xin tên các hội thánh tôi vì không có thời gian. Ở đây xin quý vị xin nói thứ nhất là lãng hoa của chùa tên là Bù Đăng. Thứ hai là lãng hoa của chùa tên là Bù Đăng.
Thứ ba là lá hoa chỗ tinh thần Lạc Long Quân. Thứ tư là lá hoa của Hội Thánh Trung Chi. Thứ năm là lá hoa của Hội Thánh Trung Ba. Thứ sáu là lá hoa của Hội Thánh Trung Quốc. Thứ bảy là lá hoa của Hội Thánh Trung Quốc. Thay mặt cho tổ chức, chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã có lời khai chúc mừng. Và giờ xin lỗi, giờ đến đây phần lá hoa chúc mừng của công an xã, công an. Dạ, công an xã, công an. Nhưng đã bị thất lạc do chiến tranh. Sau năm 1975 đến năm 1985, người Mà Nông Nông vẫn chưa có kinh thánh ký nghệ của mình, mà chỉ đọc và học lời Chúa theo bản kinh thánh Việt ngữ và bản kinh thánh KD, nên sự hiểu biết về lời Chúa bị hạn chế vì bất đồng ngôn ngữ. Năm 1986, trong giai đoạn khó khăn, nhu cầu lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ rất cần thiết, nên mục sư Mang Anh tạm dịch các câu gốc từ kinh thánh tiếng Ê ra tiếng Mân cùng với mục sư Trên viết bằng tay, rồi đóng thành tập nhỏ và gửi các hội thánh. Cảm ơn Chúa, dù lời Chúa rất hiếm hoi, nhưng được Chúa đã đi thăm viếng, nhiều người được cứu, tin nhận Chúa và đời sống của mình được biến đổi qua lời của Ngài. Năm 1987, sách Kinh Thánh của người Mân Âm được dịch đầu tiên do cố mục sư Lê Khắc Tôn, nhưng chưa được chỉnh sửa để Hội Thánh người Mân Âm thành lập một nhóm dịch Kinh Thánh. Năm 2007 đến năm 2013, Kinh Thánh từ Tân Ước của người Mân Âm được hoàn tất nhưng chưa chỉnh sửa và trùng tàn cho đến ngày nay. Cảm ơn Chúa vì nhu cầu lời Chúa ngày càng cao, số tín đồ ngày càng đông, nhóm dịch kinh thánh của Mân Âm tại cùng làm việc với các tín hội để dịch kinh thánh chủ ước và tân ước bằng tiếng Mân Âm theo bản truyền thống điều tiếng RBV11 theo văn phòng của người Mân Âm. Từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2023, kéo dài khoảng 7 năm và được hoàn tất toàn bộ kinh thánh. Thật rất là vui mừng, cảm ơn Chúa trong buổi sáng hôm nay, kinh thánh kiến của ông mà ông đã được cung hiến lên ba ngôi Đức Chúa Trời để dùng đọc, học, giảng, dạy lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ của mình, được hiểu biết rõ ràng hơn, danh Chúa được cảm sáng. Thay cho Hội Thánh của ông và ban tổ chức, chúng tôi đặc biệt kính cảm ơn mục sư Phan Thị Cừ, phó hội trưởng thứ nhất Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã giúp đỡ hướng dẫn chúng tôi, đã nhận lời mời đến đây làm chủ lễ, ban phát sứ điệp lời Chúa và đặc biệt cầu nguyện cùng hiến kinh thánh hiến của đồng Mà Nông. Chúng tôi kính cảm ơn ông tiến sĩ NC, cố vấn biên dịch và đồng hành cùng nhóm dịch, giúp đỡ chúng tôi đối chiếu các to từng kinh thánh Mà Nông với các bản văn kinh thánh chủ ước và tân ước bằng tiếng Kim Rơ, Hy Lạp và Anh ngữ. Chúng tôi kính cảm ơn các chuyên viên điều vụ thánh viên hội đã nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ hướng dẫn dịch
thuật nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho dự án từ ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc dự án được kết quả. Chúng ta vẫn tiến sĩ cô Trần Thị Lý, cố vấn kiến dịch tại Kim Hội, là người rất gần gũi đã giúp đỡ hướng dẫn chúng tôi trong việc kiến dịch và cách dùng vật ngữ được chuẩn xác hơn. Chúng ta cảm ơn Thánh Linh Hội Việt Nam ngoài việc giúp đỡ kiến dịch mà còn giúp đỡ chúng tôi xin giấy phép xuất bản và hỗ trợ tài chính để in truyền thánh. Cảm ơn Chúa, Ngài là cán bộ quý nhân dân ông Nguyễn Hồng đã hết lòng hỗ trợ tài chính để in kinh thánh năm, và cùng quý nhân gần xa đã cầu nguyện cùng có nhiều phần đóng góp về toàn bộ quyển kinh thánh năm đem lại quy hiển danh Ngài. Chúng tôi cũng cảm ơn các vị tiền nhân đã có công đóng góp trong việc trì quật kinh năm. Chúng tôi cảm ơn mục sư Lý Quý Phi Môn đến một hồi cùng một kinh thánh kinh thánh năm. Cảm ơn mục sư Điều Phi trưởng ban đại diện đã lo giấy tờ liên hệ và các cấp chính quyền và cũng là trưởng ban tổ chức lễ. Cảm ơn mục sư Trình Đạt và các hội thánh đã dự phần đóng góp dân hiến tài chánh cho buổi lễ và các tiểu ban chỉ tổ âm nhạc các ban hát từ Minh Chúa ẩm thực bảo vệ vân vân. Họ không có giúp đỡ để cung hiến chánh văn được có ơn của nó và anh em trước mặt trời không phải buổi và ban chức cùng cảm ơn mục sư quản địa của những hội thánh Chúa tại buổi lễ là một địa điểm tổ chức buổi lễ cho buổi sáng hôm nay. Chúng tôi cảm ơn vị văn hoa vinh thánh chúc mừng từ các giáo hội chính quyền và các hội thánh. Cảm ơn quý cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh Đắk Nông cùng quý cấp chính quyền các bên xã Thuận An đã hết sức quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho phép tổ chức lễ cảm tạ Chúa cung hiến chính thánh mà năm được diễn ra trong sự phước hạnh và ơn Ngài. Và cuối cùng là xin trời ba ngôi tiếp tục ban ơn ban sức dư dật trên quý vị muôn thần hết lòng. Xin thưa mục sư Phan Điền Phó Hội Thánh Tin Lành. Toàn thể quý đại đức chúc mừng quý quan khách, thay cho ban tổ chức Hội Thánh Người Buôn Đồng có tặng quà cho mình trong ngày cung hiến hiến thánh, và tôi sẽ đọc lên và xin quý vị lên trên này để nhận quà lưu niệm từ Hội Thánh Người Buôn Đồng. Về phía tổng liên hội, mục sư Phan Viễn Tử phó hội trưởng thứ nhất Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Thứ hai, mục sư Lemos Philemon ủy viên tổng liên hội mục vụ Tin Lành tỉnh Đắk Nông. Thứ ba, mục sư Sen ủy viên hội đồng giáo phẩm, ủy viên hội đồng thẩm vấn ứng phó mục sư khu vực một. Mục sư Diệu Phi trưởng ban đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông. Mục sư Hầu Văn Lầu Phương Lý ban đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông. Mục sư Y Cá phụ quỹ ban diện tinh thần tỉnh Đắk Nông. Mục sư Y Đan phụ quỹ ủy viên ban diện tinh thần tỉnh Đắk Nông. Mục sư Mai Xuân Lộc ủy viên ban diện tinh thần tỉnh Đắk Nông. Mục sư Diệu Huyên trưởng ban đại diện tinh thần tỉnh Bình Phước. Thứ nhất,
ông Lê Hoàng Anh Vũ, giám đốc Thành Tinh Hội, giám đốc điều hành Thiên Tinh Hội, ông Lê Khắc Tân, cố vấn xuất bản là khách mời, cô Lý Cẩm Liên, chuyên viên dịch, ông Đỗ Đình Hữu Nguyên, quản lý xuất bản, ông Võ Hương Nam, trưởng phòng phục vụ, ông Phan Nguyên Quân, nhân viên cấp cao về truyền thông, ông Võ Văn Sao Đoàn, nhân viên hành chính, cô tiến sĩ Trần Thị Lý, cố vấn biên dịch khách mời, ông Daniel C, cố vấn biên dịch khách mời, ông Grant Thompson, giám đốc Thánh Tin Hội Úc, cố vấn biên dịch khách mời, ông Bruce Lee King, chủ tịch hội đồng quản trị Thánh Tin Hội Úc khách mời, ông Richard Smith, trưởng phòng nội dung kỹ thuật số khách mời, ông Edgar Russo, cố vấn biên dịch khách mời, ông Mục sư Aaron, giám đốc Thánh Tin Hội Châu Á Thái Bình Dương. À, xin được đọc tên mời xin xin chúng ta biết sẽ hay là bằng tổ chức tạm thời.
phải cảm ơn. Và tới phần tin nhắn, xin đồng kính mời đại diện gia đình mục sư Mai Hoa, xin đồng kính mời đại diện gia đình cố mục sư Lê Khắc Công, xin đồng kính mời đại diện gia đình ông Y Kem, xin đồng kính mời ông Y Đoan Bưu Long và Y Đà Hè Quốc gia. Xin đồng kính mời mục sư Phan Thủ Đường Phong đồng kính tặng quà lưu niệm cho những vị ân nhân. Đại diện gia đình mục sư Mai Hoa, đại diện gia đình cố mục sư Lê Khắc Công, đại diện gia đình ông Y Kem Cooper, ông Y Đo Bờ Rong, xin lỗi quý vị, tôi nói ở cái mệnh đề tiếng Trung Hoa.
tôi đang mới lấy một cuốn cho. Bây giờ ta chỉ là thay mặt ban tổ chức để tôi cũng chỉ là chính thức các thành viên sinh ra. Tức là tôi đang muốn làm một cái gò ốc gì cần yêu giờ tập sự xa đấy về để kể bỏ cái gì hay từ nhà bảo còn đối với khách mời hiểu lắm rồi. Cần là đồ cũng là cái đó gọi là các người không còn cái là lý trí ở người ban tổ chức thì cần bằng từ làm sao đó cho anh em không lắm vậy. Cần biết mà thì lấy được cái này. Thứ hai, cái quân tâm báo của chúng ta phải xin bắn ngay về. Đúng ra là cái quyền chứng ánh là phải thẳng luôn trong cái đường này, nhưng mà thì nhà không có phải. Rồi, cực cần bước ra ra một cuộc trò đời tất cả những người mà sau buổi chúc phước, thì anh chị em chúng ta mát ở lại và bán tổ chức của tôi sẽ cởi quyền tâm báo. Nghe là bán được không? La Hoan mà bước gần đô, La Hoan quay ra hình đi suy gần đô con, La Hoan mà mai đô ra về mặt gần đô. Còn mẹ hình thông, hơn nào La Hoan mà mai đô quay ra. Nào mẹ chấp mất thêm, chỉ lý cũ đẹp hình, đam bước, hình cho mà mai, mẹ rõ chiếc hình là mà mai, tất là à, hình sợ, nào thay mai, ở mức răn đô hình một là đàn bộ. Ở mức răn đô mày cũng đều chỉ vì mày đó có hình tất là mày tự vạch ở quanh đất răn đô. Lão anh mày hôm nay mày ăn program nào hôn là ăn thay nghìn nghìn ở quanh đất. Đồng bộ ơi tất mong à ở mức răn đô. Hình tất mà mày ngồi tất bước hòa mòn mày răn đi. Ở mức răn đô bằng sự tổng lưng hồi hình ở quanh đất. Phạm lĩnh vực khó trưởng thứ nhất phương tên nào thay ở quanh đẹp. Thì năm mươi ngày chỉ nào đi mà hẹn, năm mươi ngày chỉ nào quên đen mà hẹn, năm mươi ngày thay ngân nghiện ở quanh đẹp. Là quay mà ngày, mà em rất là ăn, nào quay bên mà ông mơ ngày, ở mức gần tu thường được của lĩnh mới hẹn. Là quay mà đã ở quanh ra mà anh ông mơ ngày, ở mức sông chị, nào ngày mẹ tế hẹn của nó. Ở mức răn đô tâm ước nào từng có âm chỉ nắp nào từng có mẹ là quay mày ưu quay mẹ mày tớ năm mòn mày có phải bước sang lên thơ nào răn đô ngay mẹ đế của nó mẹ mỗi em tầm tâm đông ở mức răn đô nắp mà nhịp ra mẹ tầm hạp lộc tầm riêng rôn tầm bình phước ắt trong nào hai mẹ tầm ưu quay mẹ. Ta quân còn nói ạc rằng đường mày cơ cùng chóng nhịp rằng mày tầm ạc đốc quân đức của nông hình thuộc nhà mẹ cơ quân đàn. À nhìn kiên nhiên thông trình kiên thiệt sốc tường rõ nằm mày ngời riết nằm mày ngời chỉ lý đuôi rác nằm mày ngời ác na hình mưu tinh nằm mày ở bước đàn đủ mày khúc đeo mày cho mất trên mày gặp cờ ở quần đất đàn đủ mày có ấm ở bước đàn đủ ông nông bên trang hình. Từ khi tập trung vào nét thay kim hội của thân tình Việt Nam hên nào bằng răng hên ở mức răng đu nào bằng cao hên tầm hôn na chỉ để ra về tóc tình ở mức ẩy khi mức răng gọi họ tân bước mẹ ăn nào đi xin rất mặn và nào hoài mà ở bằng rạc cùng răng hoa này chỉ để răng hên tầm lại càng này ở mức răng đu là phải bằng bước hôn nghiên ông đô quân và hôn mẹ bước trong hên bước rai quân xe quân tâm quân khâu ở bước răng đường ăn hên sốc tương nằm hình ngay rít nằm hình ngay tất tu chân nằm hình kè hình sốc tương nằm hình kè rít tầm này ưu cần ra tương này chính quan tương này chính ách tầm nằm hình ở bước răng đường nắp hoa ông đô hên cùng bước tay ngay quân lên đi nằm đi tầm nằm ưu cần ra lúc nó có nà hình nghe nằm rô chỉ để tự tinh nằm mà nó chết chìm. Lão anh mà bước mong ai đang có quần ra. Còn nó nó là quần mà bước ôn nghiệm hình lưu xôn xa. Chỉ để mà lão anh hình hôn xa tầm tay hình bác càng mà. Đó là hình lợi sức
nóc nhìn sở hên cho nên nóc hên bác can ở bản rạng nóc có nơi chính quyền này mà nó còn bằng người bằng ăn nào hay mà hên là đạt ở bản rạng mà quốc nào một năm mà áp nam hên tôi rất sức cái nào bằng cung rong mà nó sẽ bị có mức rạng được bạn cho nhé bạn cho thì ta và ít ấp tinh thần rong ở bản rạng tầng này cũng chưa mà hăng chưa tất là hên nó đất mày ước còn ra còn nước sông nước nhờ nào tầm bưng na an còn đi nào lòng rằng người còn nước sông nước mà đến năm còn còn biết quý amen chúng ta cầu nguyện chung hai cái sông xuống sông hai và hallelujah thì với sông chúc phước và những gì có thể chứa bằng sông chúc phước chúng ta cầu nguyện chung hai ông với Chúa hallelujah cầu nguyện chúc phước một sư văn với đường phó trường thứ nhất của thánh đoàn Việt Nam miền Nam chúng ta khởi sự ơ hên Chúa toàn cầu tài anh nó mãi cũng nhiều thành quả anh nó nghe lời mãi để thiện đạt anh nó mãi cũng là xin anh tu ở bên lòng tự tu anh nghe và sự xa là thành công giúp anh mà mới đi hết trong gia đình của anh chỉ nhiều người đi là hết là chúng ta về thành đạo tự tu Yeah.